Sự thật thế lực nào khiến cán bộ trại giam tiếp tay đưa điện thoại vào buồng biệt giam. Xin chào các bạn đang theo dõi PKT tiểu sử tử tù giang hồ người nổi tiếng. Trước khi trả lời những câu hỏi về việc thế lực nào khiến cán bộ trại giam tiếp tay đưa điện thoại vào buồng biệt giam, hãy đến với sự thật trong câu chuyện này và rất mong các bạn không để bất cứ thông tin nào dắt mũi. Hãy lắng nghe thông tin chính thức từ cơ quan công an tiếp tay đưa điện thoại. Vụ án này xảy ra vào năm 2019, tuy nhiên đó lại là bài học nhắc nhở những người thi hành công vụ. Hãy tuân thủ và chấp hành luật. Tử tù là những người phạm tội bị kết án tử hình. Họ đang đếm ngược thời gian để chờ ngày thi hành án. Chuyện trông coi những tử tù này khiến người nghe lạnh gáy. Những cán bộ quản giáo làm nhiệm vụ trông coi những người tù mang án tử không chỉ phải đảm bảo tuyệt đối an toàn mà họ còn phải thường xuyên chuyện trò nắm bắt diễn biến tâm lý, tư tưởng của tử tù để có liệu pháp đối sách hợp lý. Với những người mắc phải sai lầm đặc biệt nghiêm trọng phải trả giá đắt bằng chính mạng sống, hết thảy đều rơi vào trạng thái hoảng loạn, tuyệt vọng. Và phòng biệt giam chờ ngày thi hành án. Người mà tử tù tiếp xúc thường xuyên, bấu víu trong những quãng đời ngắn ngủi còn lại chính là những quản giáo. Nắm bắt được tâm lý các tử tù bằng biện pháp nghiệp vụ và tinh thần trách nhiệm cao, các cán bộ quản giáo ở trại tạm giam công an thành phố đã làm tất cả những gì có thể để họ tiếp tục sống tốt trong những ngày cuối đời. ấy vậy, có những cán bộ như cựu đại úy Lê Minh Sơn, cán bộ đội cảnh sát bảo vệ của trại tạm giam công an Bình Thuận, được giao nhiệm vụ tuần tra canh gác trong và ngoài khu vực giam giữ, đã lợi dụng nhiệm vụ được giao để cấu kết với phạm nhân đang chấp hành án về tội cố ý gây thương tích. Võ Ngọc Thiện nhiều lần thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền của các bị can đang bị tạm giam thông qua việc cho thuê điện thoại. Vật cấm sử dụng trong trại giam. Hàng ngày Thiện được giao làm vệ sinh xung quanh khu B của trại tạm giam, đưa cơm nước cho các bị can. Lợi dụng công việc này tháng 4 năm 2019, một số bị can nhờ Thiện tuần điện thoại vào trại để liên lạc ra ngoài. Thiện đồng ý và yêu cầu mỗi bị can phải trả từ 5 đến 7 triệu đồng mỗi lần sử dụng. Sau đó Thiện gặp Lê Minh Sơn là cán bộ đội cảnh sát bảo vệ để trao đổi việc tuần điện thoại vào trại và được Sơn đồng ý. Mới ngày sau, Sơn mua điện thoại Nokia màu đen đưa cho Thiện cùng số tài khoản ngân hàng của vợ Sơn đứng tên. Thiện cũng nhờ một người bạn bên ngoài chuyển số tài khoản để người nhà các bị can chuyển tiền vào tài khoản cho Sơn và Thiện. Buổi chiều hàng ngày, Sơn đưa cho Thiện chiếc điện thoại trên cùng số tài khoản. Thiện đi đến các buồng giam gõ ba cái vào tường, các bị can bên trong thả dây qua lỗ thông gió để thiện chuyển điện thoại và giấy ghi tài khoản vào. Vào 6 giờ sáng hôm sau, Thiện lấy điện thoại và đưa Sơn sạc pin. Với phương thức này, từ 27 tháng 4 đến 29 tháng 6 năm 2019, Sơn và Thiện đã 18 lần chuyển điện thoại vào buồng giam và được người thân của các bị can chuyển tiền vào tài khoản. Trong khoảng thời gian trên, có một lần Thiện đưa điện thoại cho một bị can đang bị tạm giam nhưng không lấy được. Một lần Thiện giữ điện thoại bị mưa làm hỏng. Chiếc điện thoại được bị can giấu trong buồng giam và cán bộ trại giam phát hiện tịch thu. Sơn mua cái khác để thiện tiếp tục phương thức cũ. Tổng số tiền người thân các bị can chuyển cho người thân của Lê Minh Sơn là 91 triệu đồng. Trong đó thiện được nhận thù lao 10 triệu đồng qua tài khoản của một người bạn. Kế hoạch vượt ngục Trong những lần cho thuê điện thoại như vậy, có Nguyễn Viết Huy tức Huy nấm độc phạm tội tàng trữ trái phép chất ma túy và Nguyễn Văn Nưng phạm tội giết người thuê. Có được điện thoại Huy nấm độc và Nưng gọi điện ra ngoài, ném lưỡi cưa giấu trong cây trả và một chiếc điện thoại khác để đưa vào buồng giam. Huy và Nưng lấy ba lưỡi cưa rồi thay nhau cưa các thanh sắt trên lỗ thông gió của buồng giam. Khuya ngày 30 tháng 6 năm 2019, cả hai bị can cưa đứt thanh sắt và vượt ngục ra ngoài. Sau khi vượt ngục, chấn động diễn ra, tại trại giam công an Bình Thuận điều tra và phát hiện có hai chiếc điện thoại giấu trong buồng giam của một bị can khác. Từ những chiếc điện thoại này, cơ quan điều tra lần ra được hành vi của Sơn và Thiện. Đây là vụ vật ngục từng gây xôn xao dư luận và các trinh sát tốn rất nhiều công sức mới bắt được các bị can. Theo hồ sơ tháng 6 năm 2019, Huy bị tạm giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, cùng buồng giam với Nguyễn Văn Nưng bị tạm giam về tội giết người. Tại buồng giam số 05, dãy nhà B, khu B thuộc trại tạm giam công an tỉnh Bình Thuận, khi bị tạm giam, Huy và Nưng đã liên tục thuê điện thoại di động từ Võ Ngọc Thiện, đang là phạm nhân tự giác, với giá 5 đến 7 triệu đồng để sử dụng, trong khoảng thời gian từ khoảng 17 giờ chiều ngày hôm trước đến khoảng 6 giờ sáng hôm sau. Huy đã liên lạc ra ngoài với nhiều người, trong đó có Nguyễn Minh Hoàng, một đàn em của Huy, nhờ mua cưa sắt ném vào trong trại tạm giam để Huy cưa xong sắt trốn trại. Huy cũng nói vị trí đang bị tạm giam để Hoàng ném cưa sắt vào trại và nhờ thiện nếu có người ném bịch đồ vào thì nhặt và chuyển giúp cho mình. Sau đó Hoàng quan sát thấy nhà của gia đình PHV có vị trí giáp với tường rào của trại tạm giam công an tỉnh Bình Thuận. Gần vị trí như Huy có mô tả nên đi mua thức ăn điện thoại thuốc lá bỏ vào trong bịch ni lông, ném mạnh bịch đồ vào hướng trại tạm giam. Tuy nhiên cả hai lần thiện ra lấy đều không có nên Huy gọi điện thoại cho Hoàng, nói không nhận được. Nhận thấy từ mái nhà của V có thể ném đồ vào cho Huy dễ dàng hơn, nên Hoàng đã tìm cách làm quen với V để nhờ V ném giúp đồ vào trong trại cho Huy. Chiều 28 tháng 6 năm 2019, Hoàng mang bịch ni đen bên trong có một cây trả, một cây nem. Trong chả nem Hoàng có nhét, có nhét dấu bốn đoạn lưỡi cưa một mặt cắt và hai đoạn lưỡi cưa hai mặt cắt một sạc dự phòng điện thoại, một dây sạc điện thoại, một hộp quẹt ga. Đến gặp V nói là bịch đựng đồ ăn nhờ V ném vào trong trại tạm giam, nhưng không ném được vì có quản giáo. Đến khoảng 1 giờ sáng ngày 29 tháng 6 năm 2019, Hoàng cầm bịch đồ nêu trên đến nhà và V ném bịch đồ thành công qua tường rào vào trong trại tạm giam. Khoảng 6 giờ sáng ngày 29 tháng 6 năm 2019, thiện đi tới phía sau buồng giam của Huy và Nưng Đập bàn tay vào tường để ra hiệu lấy điện thoại như thường lệ, thì Nưng leo lên ô thông gió phía sau buồng giam, thòng dây đưa điện thoại ra ngoài cho Thiện và nói với Thiện tìm lấy giúp bịch đổ. Thiện đi tìm và nhặt bịch ni lông đưa vào buồng giam cho Huy. Sau đó Huy và Nưng lấy các đoạn lưỡi cưa, cuốn vải làm cán cưa song sắt cửa thông gió phía trước buồng giam. Để cưa được song sắt cửa thông gió cách nền buồng giam 3,25m, Huy và Nưng đã dùng một chiếc mùng trại tạm giam phát cột vào cửa thông gió tạo thành chiếc võng để ngồi cưa. Từ trưa 29 tháng 6 năm 2019, Nưng và Huy thay nhau leo lên cưa song sắt. Đến giờ điểm danh và đưa cơm thì tháo mùng xuống, giấu cưa trên cửa thông gió, dùng kem đánh răng màu xanh nhét vào các mối cưa để tránh bị phát hiện. Huy dự tính trong đêm 29 tháng 6 năm 2019, Dạng sáng hôm sau sẽ cưa đứt song sắt để trốn ra ngoài. Đến chiều 29 tháng 6 năm 2019, Huy điện thoại gọi xe taxi ở thành phố Hồ Chí Minh. Người lái xe tên là Hùng, không rõ họ tên và địa chỉ, giao Phan Thiết chở Huy vào thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó Huy nhắn tin số điện thoại của Hùng cho Hoàng để đón xe taxi và dặn Hoàng đừng nói việc Huy trốn trại vì sợ Hùng biết sẽ không chở. Đồng thời Huy dặn Hoàng chuẩn bị quần áo, tiền bạc cho Huy. Sau đó Huy cùng Nưng thay nhau cưa song sắt đến khoảng 3 giờ sáng ngày 30 tháng 6 năm 2019, thì cưa đứt 6 vị trí trên 3 thanh sắt tạo thành một lỗ trống trên cửa thông gió buồng giam, cao 27cm, rộng 17cm, chéo 34cm. Sau khi chui ra khỏi buồng giam, Huy và Nưng đi trên các tấm đan xi măng về phía cuối dãy nhà B, rồi cả hai bám tay vào vách tường cách mặt đất 3,47m, đu người nhảy xuống đất. Để leo được qua bức tường thành trại giam cao 2,6m, phía trên có nhiều dây kẽm gai cao 80cm, Huy đứng lên vai nưng, bám vào tường thành, cột chiếc mùng mang theo vào thanh sắt trên tường, để nưng bám leo lên rồi cả hai cùng nhảy ra ngoài trại tạm giam. Khi ra đến đường, hai bị can được Hoàng và một người không rõ lai lịch đón bằng xe máy đến đường Hùng Vương, thành phố Phan Thiết, cho xe taxi chở sẵn đưa đi. Khi lên taxi, Hoàng đưa Huy ba lô quần áo và 4 triệu đồng cùng đi với hai bị can vào thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến thành phố Hồ Chí Minh, Huy cho Nưng 500.000 đồng để Nưng tự đi trốn, còn Huy và Hoàng đi riêng. Hồ sơ mật vụ án. Theo hồ sơ từ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Thuận, nghi can Nguyễn Viết Huy không chỉ đang bị tạm giam để điều tra làm rõ về đường dây ma túy khủng, mà lý lịch của hắn còn cho thấy thuộc thành phần bất hảo đã từng vào tù ra tội. Từ năm 2011, Huy Nấm Độc cầm đường dây chuyên vận chuyển ma túy liên tỉnh từ thành phố Hồ Chí Minh về Bình Thuận tiêu thụ. Sau đó, công an tỉnh Bình Thuận phát hiện, lập chuyên án và triệt phá thành công đường dây này với 10 bị can bị khởi tố. Dương Huy đã bị xử 9 năm tù giam. Mới đây khi vừa mãn hạn tù trở về địa phương sinh sống, ngỡ rằng Huy sẽ thay đổi làm lại cuộc đời có ích cho xã hội. Thế nhưng hắn lại ngựa quen đường cũ, tiếp tục móc nối, tổ chức đường dây tiêu thụ ma túy trên địa bàn thành phố Phan Thiết một lần nữa lực lượng công an lại tiếp tục đấu tranh với chuyên án ma túy với sự có mặt của Huy nấm độc trong đường dây. Lần này hoạt động của Huy khép kín, tự vận chuyển tự phân phối. Dù nắm rõ Huy đang tổ chức cung cấp ma túy nhưng các trinh sát rất khó đeo bám hay tiếp cận bởi Huy hoạt động độc lập và rất cáo già khi di chuyển, đồng thời cực kỳ cảnh giác khi hoạt động. Ngày 6 tháng 5, khi Huy nấm độc đang một mình điều khiển chiếc xe hơi đời mới màu trắng biển kiểm soát 86A-09970 từ thành phố Hồ Chí Minh về Phan Thiết, vào nhà riêng thì bị hàng chục trinh sát cải trang của phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an Bình Thuận, đồng loạt ập vào khống chế ngay trong phòng ngủ. Tại đây, qua khám xét khẩn cấp, lực lượng chức năng đã lập biên bản thu giữ khoảng 2kg ma túy đá, 59 viên thuốc lắc, với tổng cộng trị giá khoảng 1 tỷ đồng. Ngoài ra còn thu giữ một khẩu súng bắn đạn cao su, một khẩu súng bắn đạn trì mà lúc nào Huy cũng thủ bên mình, hơn 40 triệu đồng và nhiều chứng cứ khác quá trình tạm giam để điều tra về hành vi tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy. Huy Nấm Độc được giam chung phòng với Nguyễn Văn Nưng. Bị can Nưng mặc dù không có thành tích nổi trội như Huy, nhưng cũng là một kẻ máu lạnh khiến không ít người khi gặp hắn đều phải tỏ ra yếu vía. Trước đó, Nưng gây thương tích khiến anh Tôn Thất NH tử vong. Sau đó, Nưng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận bắt giam vào ngày 10 tháng 12 năm 2017. Đến ngày 6 tháng 9 năm 2018, Tòa án Nhân dân huyện Tuy Phong tuyên phạt nưng 8 năm 6 tháng tù giam. Tuy nhiên, người đại diện hợp pháp cho bị hại kháng cáo yêu cầu hủy bản án hình sự sơ thẩm, trả hồ sơ điều tra bổ sung. Ngày 23 tháng 6 năm 2020, Tòa án Nhân dân thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo. Một Nguyễn Viết Huy, còn gọi là Huy Nấm Độc, sinh năm 1986, ngụ thành phố Phan Thiết. Hai Nguyễn Văn Nưng, sinh năm 1982, ngụ huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Bà Nguyễn Minh Hoàng, còn gọi là Quậy, sinh năm 1997, ngụ thành phố Phan Thiết, là một đàn em của Huy. Tất cả cùng bị xét xử về tội trốn khỏi nơi giam giữ. Theo quy định tại điểm A khoản 2 điều 386 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt ba bị cáo cùng về tội trốn khỏi nơi giam giữ. Cụ thể Nguyễn Viết Huy 5 năm 6 tháng tù cộng với 20 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Tổng hợp hình phạt chung phải chấp hành là 25 năm 6 tháng tù. Hải Nguyễn Văn Nưng 4 năm 6 tháng tù, cộng với 12 năm tù, tổng hợp hình phạt chung phải chấp hành là 16 năm 6 tháng tù. Nguyễn Minh Hoàng 3 năm 6 tháng tù cộng với 3 năm 6 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, tổng hợp hình phạt chung phải chấp hành là 7 năm tù. Đối với Phạm Hữu Việt, người có hành vi ném các cây nem trả, hội đồng xét xử nhận định Việt không biết bên trong có lưỡi cưa nên không xử lý hình sự. Đối với Võ Ngọc Thiện, người cho Huy và nâng thuê điện thoại mỗi lần từ 5 đến 7 triệu đồng gọi ra ngoài, tòa sẽ xử trong vụ án khác. Theo đó, bị cáo cựu công an cũng bị xét xử là Lê Minh Sơn, 35 tuổi, nguyên đại úy cán bộ trại giam công an Bình Thuận, bị tuyên phạt 5 năm tù về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Cùng tội danh trên, Võ Ngọc Thiện, 26 tuổi, phạm nhân tự giác được phân công một số công việc tại trại giam công an Bình Thuận, nhận mức án 6 năm tù. Cuối cùng chẳng có bất cứ thế lực nào điều khiển được cựu cán bộ này tiếp tay cho tử tù mà chỉ có sự tham lam của bản thân, đẩy cựu công an mất đi sự nghiệp phải trả giá quá đắt. Thật buồn khi trong phiên xét xử này, đáng Lý Sơn phải là người đưa các bị cáo ra tòa, nay lại gặp cảnh đồng đội đưa mình vào phòng xét xử. Đáng Lý Sơn là người mở phòng giam, quản lý, nhưng này chính Sơn phải mặc màu áo mới, áo tủ. Bạn muốn về cái đây là về tiểu sử giang hồ, tử tù hai người tiếng nào? cùng để lại bình luận bên dưới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Ấn đăng ký và like để xem tiểu sử giang hồ, tử tù, người nổi tiếng mỗi ngày trên BKT.